đường xuống bến tà làng sông Nho Quế cách Đồng Văn 4 km hướng đi Mã Pì Lèng. Tới đây phải dừng đi xe ôm xuống bản để đi thuyền. Đoạn đường đèo khoảng 8 km nhưng bạn thật sự choáng ngợp với 47 khúc cua và một nửa số đó là của tay áo. Chỉ đủ cho hai xe máy tránh nhau, một bên là vách núi và một bên là vực sâu và mây núi hòa quyện. Ngồi trên sau tay lái lụa của người xe ôm mà thót tim, đặc biệt là ở những khúc cua tay áo. Nhưng nhìn lại khung cảnh thì thật ấn tượng, ngỡ như đang ở chốn bồng lai thiên cảnh. Cả một biển mây, ôm ấp những ngọn núi nhất lưu. Làng nằm sát dòng Nho Quế, là nơi sinh sống của 39 hộ dân các dân tộc Giấy, Tày, Mông, nằm cách xa trung tâm xã, đời sống của người dân nơi đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Trước đây, những đoàn khách nối nhau khám phá cung đường đèo Mã Pì Lèng hầu như ít ai biết, dưới nẻm vực sâu hơn hút còn có những người dân đang lặng lẽ sinh sống. Cuộc sống của họ từ khi thủy điện Nho Quế 1 hoàn thành đã có nhiều thay đổi, những đoàn người theo sức hút của hẻm vực tư sản mà tìm đến, người dân có cơ hội mở dịch vụ cho thuê thuyền, đưa đón du khách tạo ra sinh kế dưới hẻm vực heo hút. Hiện nay, có 23 thuyền du lịch hoạt động, mỗi năm đưa đón hàng ngàn lượt khách tham quan, chiêm ngưỡng kỳ quan hùng vĩ này.
quế bắt nguồn từ vùng núi Nguyễn Sơn, Vân Nam Trung Quốc gọi là sông Phổ Mai, cao 1.500m, chảy theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Sông Nho Quế chảy vào Việt Nam từ địa phận thôn Xéo Lửng, xã Lưỡng Thứ, huyện Đồng Văn, chảy qua xã Ma Lết, chảy qua thị trấn Đồng Văn, chảy qua Mã Kỳ Lèn, chảy qua Mã Kỳ Lùng, rồi nhập vào sông Lâm tại Na Nát thuộc xã Lý Hôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng và chảy về xuôi. Cùng với sông Nho Quế, không thể nhắc đến hẻm Cơ Sản với chiều cao vách đá lên tới 700-900m, chiều dài gần 2km dọc theo sông, đây cũng chính là danh thắng kỳ vĩ và độc nhất của vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Chỉ được xem là nơi phục vụ mục đích đánh bắt cá của người dân Hà Giang. Đây cũng là nơi cấp nước sinh hoạt cho bà con người dân tộc nơi đây, là nguồn nước quan trọng cho hầu hết các thửa ruộng bậc thang của bà con sinh sống quanh khu vực này. Tuy nhiên từ khi được ngăn để xây dựng công trình thủy điện thì nước chảy dịu dàng hơn. Từ đó người dân nơi đây còn mở dịch vụ đi thuyền dạo chơi trên sông và ngắm hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á, hẻm Cơ Sản. Chắc chắn khi du lịch Hà Giang bạn hãy thử một lần hòa mình với thiên nhiên trên dòng sông này. Cùng nhìn lại cung đường dài 8km với độ dốc lớn và hơn 47 khúc cua tay áo liên hồi tục mang lại một trải nghiệm khó quên đối với du khách.